duy nhất tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất tấm ốp nhựa Nano Đông Nam chúng tôi sẽ sản xuất và cắt theo độ dày yêu cầu của các bạn. Nên quý vị các bạn nào chúng ta chọn lựa cái màu sắc nào sẽ được chúng tôi gia công cắt theo độ dài quý vị các bạn yêu cầu. Và chúng ta mua về chỉ việc lắp trực tiếp cái vào cái tường của chúng ta thôi. Như vậy là xong. Chúng ta có hai dạng là tấm ốp nhựa làm sóng và tấm ốp nhựa phẳng Nano. Đó, quý vị có hai sự lựa chọn. Để được tư vấn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại chúng tôi bên dưới màn nhé. Đây là ngôi nhà sau khi đã hoàn thiện xong bằng tấm ốp nhựa Nano, không dùng đến bả sơn nên không bụi bặm, nhanh chóng và tiết kiệm nhân công, tiết kiệm thời gian rất nhiều. Làm xong là nhà đẹp luôn. Giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan ngôi nhà được xây dựng bằng kết cấu thép, tường, sàn bê tông nhẹ và hoàn thiện bằng tấm ốp nhựa Nano Đông Nam nhé.